Xin chào cả nhà, hôm nay mình xin chia sẻ về glucosamine chondroitin và bệnh viêm xương khớp, osteoarthritis. Viêm xương khớp là gì? Viêm xương khớp là một bệnh thoái hóa khớp. Trong đó, sụn và các mô khác trong khớp bị phá vỡ hoặc là thay đổi cấu trúc. Các triệu chứng có thể bao gồm như đau, cứng khớp và khó cử động khớp. Các khớp thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm xương khớp như là hông, bàn tay và đầu gối. Vậy thì glucosamine và chondroitin là gì? Glucosamine và chondroitin là thành phần của sụn, một thành phần của khớp. Glucosamine là một amino sugar. Nó là sự kết hợp của sugar, glucose và amino acid, glutamine. Glucosamine là precursor, hay mình còn gọi là tiền chất, trong việc hình thành glycoaminoglycan, hay mình còn nói là GAG ở trong sụn. Glycoaminoglycan là thành phần chính tạo nên các đặc tính của sụn, bao gồm như sự đàn hồi, sức mạnh và tính linh hoạt. Glucosamine còn có thể ngăn ngừa sự phá vỡ của các khớp và duy trì sụn của mình. Bên cạnh đó, glucosamine còn có những lợi ích sức khỏe khác như là hỗ trợ chữa lành vết thương, chống viêm, nó có thể giúp giảm đau và bên cạnh đó, glucosamine còn có thể cải thiện tình trạng giãn tĩnh mạch. Một số nghiên cứu cho thấy rằng glucosamine có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch và bệnh tiểu đường. Vậy thì chondroitin là gì? Chondroitin là một phân tử có thể xuất hiện tự nhiên trong cơ thể của mình. Nó là thành phần chính của sụn, mô liên kết và đệm các khớp. Vì chondroitin là một thành phần chính của sụn, do đó nó có vai trò chống lại sự nám. Chondroitin sulfate trong viêm khớp có đặc tính là chống giảm đau nhờ cái đặc tính là chống viêm, anti-inflammatory property của nó. Glucosamine và chondroitin thì được bán ở Mỹ dưới dạng là thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng hay mình còn nói là dietary supplement. Còn ở một số nước khác thì mình thấy là glucosamine chondroitin thì được bán ở dưới dạng là thuốc hay mình còn nói là prescription drug. Mình có thể tìm thấy glucosamine và chondroitin ở những cái thực phẩm bổ sung, những cái thực phẩm chức năng. Glucosamine thì thường được thu hoạch từ vỏ động vật hoặc là được sản xuất từ phòng thí nghiệm. Như mình được biết thì sẽ có là glucosamine sulfate và glucosamine hydrochloride. Khi mình làm công thức thì mình thấy là glucosamine sulfate thì có thành phần là khoảng 74%, hay mình nói là cái potency của nó là khoảng 74%, và glucosamine hydrochloride có thành phần là khoảng 99%. Vậy thì glucosamine hydrochloride sẽ có cái thành phần cao hơn, nhưng mà theo mình được biết thì qua một số nghiên cứu cho thấy rằng là glucosamine sulfate sẽ có bioavailability hay là khả năng sinh lý cao hơn so với là glucosamine hydrochloride. Hàm lượng glucosamine thì mình được thấy là khoảng 1.500mg mỗi ngày. Một số sản phẩm sẽ có là khoảng 500mg uống 3 lần một ngày hoặc là 750mg uống 2 lần một ngày. Theo mình được biết trên các trang National Health Institute thì không có vấn đề lớn gì khi mà mình uống glucosamine và chondroitin. Tuy nhiên, glucosamine có thể tăng lượng đường trong máu ở một số người. Đồng thời, glucosamine và chondroitin có liên quan đến việc tăng nguy cơ chảy máu ở những người đang dùng thuốc là chống đông máu warfarin. Trước khi mua hay là dùng những cái thực phẩm bổ sung, những cái thực phẩm chức năng, dietary supplement, thì cả nhà nên consult với lại bác sĩ, dược sĩ và nutritionist của mình. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.